Xin chào bạn đã quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình nha. Tiêu đề hôm nay Lĩnh sẽ đặt là Tết này mình chơi bô gì. Thì hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu cho anh em một cây bô tăng kinh rắc lắp cho X-Size 150 các bạn nha. Thì cây bô này Lĩnh về được hơn một tháng nay rồi và bán rất cực kỳ là khan hàng và cháy hàng các bạn nha. Thì tiếp tục lần này Lĩnh về được lô 50 cây dành cho 50 bạn may mắn nhất các bạn nha. Còn anh em nào mà chậm tay chậm chân thì anh em mình sẽ chơi ở lô sau và chắc chắn là sẽ phải qua Tết các bạn nha. Riêng với cây bô kinh rắc thì tí Lĩnh sẽ test cho anh em âm thanh và hôm nay Lĩnh muốn giới thiệu anh em những cái dòng sản phẩm mới các bạn nha. Đầu tiên Lĩnh muốn giới thiệu anh em một con heo. Anh em mình có thể thấy con heo đây là con heo màu vàng, heo Nissin các bạn nha, heo Nissin màu vàng. Đó, con này là hai pít đối xứng các bạn nha, lắp zin. Lĩnh lần này Lĩnh bán heo này Lĩnh sẽ tặng cho anh em tem X-Size là sẽ tặng kèm, mỗi anh em mua một con heo này Lĩnh sẽ tặng kèm cho anh em một cái bát nhôm này để anh em về lắp zin cho X-Size 150. Đấy, bát nhôm này thì sẽ có hai size các bạn nhá. Là một size là đĩa 245 và một size là đĩa 300. Đây cái size to hơn đây các bạn nhá. Đấy, bát nhôm anh em nhớ. Quá đẹp tuyệt vời luôn các bạn nhá. Đấy thì nếu như các bạn nào mà có nhu cầu và muốn lên được đĩa to luôn thì anh em mình bảo Lĩnh là lấy cho em cái bát to các bạn nha, bát to các bạn nha. Còn nếu như anh em nào về lắp cái đĩa zin ấy thì anh em mình lấy bát nhỏ này thôi. Đó thì heo sẽ có vàng đây các bạn nha, tiếp theo là màu bạc, tiếp theo nữa là anh em mình màu đỏ đây các bạn. Đấy, tùy tem tùy màu sơn thì anh em mình chọn màu heo cho đẹp các bạn nha. Đây còn đây màu xám lông chuột, màu xám titan đây các bạn. Cái này thì anh em chơi màu nào xe nào cũng đẹp, cái màu này cực kỳ chất này các bạn này. Kèm theo đó là mình sẽ tặng kèm cho những anh em mua heo này sẽ tặng kèm bát này các bạn nha. Đó, giá thì chỉ vài trăm nghìn thôi, anh em mình inbox qua Zalo Facebook trực tiếp cho Lĩnh để anh em mình xem sản phẩm các bạn nha. Và tiếp tục là một bộ sinh an lắp được cho WinX và X-Size 150. Thì là cái sinh an này Lĩnh khẳng định với anh em là một cái sinh an M3 cực kỳ là sáng các bạn nha. Sinh an nó sẽ sáng hơn cái hàng của XMR các bạn nha, sáng gấp đôi XMR. Đó thì cái này đảm bảo cho anh em mình ngày đêm đều đi được hết các bạn nha. Kèm theo đó là tất cả đằng sau này có đầy đủ jack cốt các bạn nha, đầy đủ jack này về anh em mình lắp như zin. Lắp vào sinh an sau của X-Size cực đẹp và lắp vào sinh an trước của WinX thì quá đẹp luôn các bạn. Đó. Rồi thì ok, hôm nay là hai sản phẩm mới nhất mà Lĩnh muốn giới thiệu anh em dành cho X-Size, hoặc là anh em mình có thể là mua nguyên heo về anh em mình chế vào xe nào cũng được các bạn nha. Lĩnh cũng bán nguyên heo. Còn đối với X-Size 150 thì Lĩnh sẽ tặng cho anh em mình cái bát này. Đấy, ok anh em. Và tiếp theo đây anh em có thể nhìn thấy, hôm nay Lĩnh muốn giới thiệu anh em một cái dòng bô kinh rắc lắp zin cho X-Size 150. Úi giời ơi. Đấy. Một cây bô mà nguyên hộp trong hộp này các bạn này. Một cây bô nguyên trong hộp này các bạn nhá. Đây một hộp này là sẽ có ở trong một cái hộp như này, trọn vẹn này anh em mình nhận hàng sẽ trọn vẹn như này các bạn nhá. Thì sẽ có gồm một thân bô, khẩu súng bùm bùm bùm. Đấy, khẩu súng kinh rắc các bạn nhá, tem kinh rắc đây. Tem kinh rắc đây. Đó, rất là đẹp nhá các bạn này. Đầu sau là inox 304, rất chất luôn anh em. Kèm theo đó là một cổ bô inox 304, cổ này là cổ rời bên ngoài các bạn nhá. Ở đây thì có cả phần lắp lỗ cảm biến, thì lần trước là cái lỗ cảm biến này quay ra ngoài nhưng mà lần này sẽ quay vào trong, nhìn nó sẽ chất hơn các bạn nhá, không bị lộ nữa. Cái cảm biến này để cho anh em mình lên trái thôi, còn với X-Size 150 zin thì anh em cứ để zin mà dùng. Tiếp theo có một sản phẩm nữa là một cái tiêu. Cái tiêu này là cái tiêu to các bạn nhá. Cái tiêu này tiêu to. Đó thì tí sẽ hướng dẫn các bạn trong cái phần test bô các bạn nhá. Và kèm theo đó là một cái lò xo này, thì cái lò xo này có tác dụng gì cái to lò xo này thì anh em mình đây. Các bạn nhìn này, anh em mình móc vào đây. Móc vào đây, sau đó anh em mình
lắp vào đây. Đó, anh em kéo vào để nó giữ hai cái thân bô với nhau các bạn nha. Rồi bây giờ là đến lúc mà mình sẽ test cho anh em mình xem cái bô này nghe như nào các bạn nha. Anh em chậm chân là mất này. Ok. Vừa rồi thì link của anh em đã lắp lên chiếc xe rồi các bạn nha. Thì anh em nhìn thế nào, hình thức vẫn như zin các bạn nha. Ngoài ra là có một cái thay thế ở điểm này là cái cổ bô inox 304 thì tránh được cái gì xét. Thì nhất định là chắc chắn đến giờ tầm này thì X150 thì chắc chắn là anh em bô cũ đã hỏng rất là nhiều rồi. Thì anh em mình lên cho lĩnh một cây bô như zin và tiếng nổ cực kỳ hay các bạn nha. Thì như lúc đầu lĩnh nói các bạn là nó sẽ có hai phần tiêu như này. Hai phần tiêu này thì đây là cái tiêu to này anh em này. Anh em nhìn cái lỗ bên trong này không có một cái tấm chắn gì các bạn nha, là nó thẳng tắp như này. Đó. Đấy, không có một tấm chắn gì, còn ở trong cây bô này đã lắp sẵn một cái tiêu thì nó sẽ có một cái tấm chắn ở giữa này. Thì anh em xem video phần 1 ở cái Slick sẽ để cả cái đường link mà Link test ở video lần trước ở cái bô cũng kinh rắc này các bạn nha. Nhưng mà lần trước ấy, ở cái cổ trước ấy thì là Link đặt công ty làm cái vấu của cái con cảm biến này này. Nó sẽ quay ra ngoài và nó sẽ bị xấu các bạn nha, nó quay ra ngoài này này, nó sẽ xấu. Còn lần này Link cho cái ốc con cảm biến này quay vào trong. Đó, nhìn nó sẽ xịn sò hơn và nhìn nó chất hơn. Về cái phần thay cái cục tiêu này thì rất là đơn giản các bạn nhé. Các bạn chỉ việc thay tháo cho mình ba con ốc ở đây ra này, ba con ốc ở cái đầu bô này các bạn nhé. Đó, xong anh em rút này ra và anh em thấy một cái như này thì anh em rút ra và anh em thay thế vào. Thì ở bên trong này là cái tiêu ấm các bạn nhé. Và không để anh em chờ đợi lâu nữa, anh em mình sẽ test cây bô này ngay bây giờ các bạn nhé. Rồi, mình sẽ test nổ lên cho anh em này, bao phê bao đẹp luôn cho anh em mình chơi Tết này luôn. Mùa xuân này bao giờ cũng chơi sướng luôn. Đây là tiếng nổ găng thi này anh em này. Đấy, trầm ấm như bô zin các bạn nhá, trầm ấm như bô zin. Đấy, trầm ấm như bô zin, anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy, thì tất cả đã lắp như zin các bạn nhá. Tiếng nổ nghe cực kỳ là ấm luôn. Bây giờ Linh sẽ nẹp lên cho anh em nghe thử nhá. Đấy, anh em nghe đâu? Khi mình nẹp lên này, nẹp căng cho anh em nhá, nẹp căng này. Tiếng nổ khi anh em mà đây là nẹt ở trong nhà nó ồn vậy nhá, anh em mà đi ra ngoài đường thì Linh khẳng định các bạn này nó chỉ to hơn bô zin, thậm chí nó còn bé hơn cả Winner X các bạn nhá. Đấy, còn nếu như mà anh em nào mà muốn xem nghe được cả cái phần video mà phần mà Linh lắp cái cổ cái phần này này mà nó là cái giọng to ấy, thì anh em mình có thể là để Linh để cái đường link test cái phần cái tiêu này nhá các bạn nhá. Thì vì cái này nó làm lại lần hai rồi cho nên là Linh chỉ nhắc lại cho anh em là có hàng bô kinh rắc về của các bạn nhá. Ngoài ra đầu của bô này, cổ inox này, đấy, tất cả những phần chụp bô này thì anh em về lắp lại như zin hết cho mình. Đấy, ngoài ra đó thì hôm nay anh em mình nếu như anh em mua cả heo đó thì Linh sẽ tặng cho anh em một số cái chi tiết. Và ngoài ra là có cả cái xi nhan M3 mới về này, nó sáng hơn thì Linh giới thiệu anh em với các bạn nhé. Rồi, video anh em mình hôm nay xin phép dừng tại đây các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.